Hello, hello. Xin chào các bạn đến với Thuận Capital ngày hôm nay và hôm nay chúng ta lại trở lại với cái chương trình Thuận Capital ở trong một căn phòng trống các bạn. Tôi bây giờ với bạn một chút mà thôi. <laughs> chúng ta có David Rubinstein nói ai cũng có thể ngồi đó để mà cười những người đầu tư Bitcoin khi mà giá giảm xuống giống như những người mà năm ngoái đã ngồi cười tại vì thấy chưa giá BTC giảm xuống từ 69.000 còn có 15.000 đáng đời chưa hay là những người đã cười BTC năm 2018 khi mà giá từ khoảng chừng gần 20.000 giảm xuống còn 3.000 mấy nhưng mà chúng ta phải nghĩ ngược lại biết là bao nhiêu người đã kiếm được tiền biết là bao nhiêu người đầu tư ít nhất là vài năm nữa thì họ là người có thể mỉm cười cuối cùng và một người có thể cười người khác khi mà giá của BTC từ 20.000 còn 3.700 đô Nhưng mà ai sẽ là người cười khi mà giá BTC đừng nói tới đã tăng lên đến 69.000 Chỉ nghĩ từ 3.000 mà tăng lên tới mức bây giờ là 30.000 đô Thì đã tăng 10 lần rồi trong thời gian chỉ có vài năm mà thôi Thì ai là người mà có thể cười cuối cùng Và trên nhiều là mọi người có mỗi suy nghĩ riêng về BTC nói riêng đi Nhưng mà chúng ta có thể thấy là cái số lượng người có lòng tin vào Bitcoin đó thì không thể phủ nhận được Chúng ta đã thấy là dựa theo thống kê đó 69.2% của tất cả số lượng BTC đã không có di chuyển hơn một năm Mặc dù một năm qua là một năm mà cực kỳ tơi tả các bạn Nhưng mà 69.2% của BTC không có di chuyển on-chain có nghĩa là chúng ta có rất nhiều hodler họ vẫn tiếp tục tích lũy họ vẫn có thể uh, tiếp tục lưu trữ được số btc này mặc dù chuyện gì xảy ra và khả năng là họ lưu trữ đó hơn một năm rồi và các bạn thấy được là nếu chưa tính hai năm đó thì trong vòng hai năm qua 55.7% phần trăm có nghĩa là khoảng hơn 10 triệu btc đã không di chuyển tính 3 năm cho bạn thì được là 40.1% nghĩa là hơn 7.8 triệu BTC đã không di chuyển và tính hơn 5 năm đó thì có khoảng chừng 30% của BTC đã không di chuyển nghĩa là khoảng 5.6 triệu BTC. Và mọi người đều có thể chỉ ra nếu các bạn mua 69.000 đô thì bây giờ đó xuống còn 30.000 đô các bạn đã lỗ hơn phần nữa Nhưng mà đâu có phải ai cũng mua ngay định cho các bạn Trên căn bản đó BTC là một loại tài sản mà các bạn cần phải đầu tư ít nhất là một chu kỳ Nếu mà chúng ta nhìn thấy được là những ai mà đầu tư đó từ 1 tới 2 năm thì hiện bây giờ họ vẫn đang lỗ các bạn Tại vì dựa theo tài liệu on-chain thì họ ước tính trung bình là 39.463 đô Cho cái mức trung bình Mà những người lưu trữ từ 1 đến 2 năm Nếu như các bạn lưu trữ từ 6 tháng tới 1 năm đó Thì cái mức trung bình Dựa theo tài liệu OnChain Nhiều người lưu trữ đã khoảng 18.744 Bây giờ các bạn vẫn lời gần gấp đôi Nếu như các bạn lưu trữ từ 2 đến 3 năm Thì các bạn có cái mức trung bình mua là 38.459 Thì bây giờ các bạn vẫn đang lỗ dựa theo tài liệu OnChain Nhưng mà ngược lại Những ai mà lưu trữ ít nhất là một chu kỳ đó Từ 3 tới 5 năm Thì các bạn thấy được là cái mức trung bình dựa theo on chain là khoảng 6.972 đô mà thôi và chứ đó nữa từ 7 đến 10 năm đó, thì mức trung bình chỉ có 489.000 mà thôi. Điều này cho các bạn thấy được là dựa theo lịch sử của BTC đó, đây là một loại tài sản mà các bạn cần phải lưu trữ ít nhất là một chu kỳ như là ít nhất là mỗi 4 năm thì các bạn mới có thể có được một sự lợi nhuận coi là đáng kể. Và những cái dao động trong một chu kỳ như vậy đó thì chỉ là những cái làm các bạn phân tâm mà thôi đây là một tài sản mà chúng ta cần phải lưu trữ một thời gian dài cho nên không phải ai cũng mua ở mức 69.000 đô đó là điều mà David Romanstein muốn chia sẻ trong cái clip này Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link bên dưới video này Nhưng mà nào mà sử dụng sàn dịch tên thì nên dùng để mà mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn